tiếp theo tôi xin phóng sanh 3 ký bạch tuộc cho chị Trâm. Mà bây giờ mình sẽ đi qua nhà ngư dân coi cô ấy mấy hôm nay đánh bắt sao rồi. Dạ, mỗi ngày người ta đánh bắt được khoảng vài lạng thôi, do bạch tuộc trong tự nhiên không có nhiều. Cái gì đó? Muốn quýnh nhau hay là làm bạn với nhau? Làm chó rồi còn muốn quýnh nhau nữa à? Thôi. Làm chó rồi đừng quýnh nhau nha. Nè, quýnh mình đi bạn. Bạn quýnh mình nè. Bạn cắn mình đi bạn. Đi. Phấn này nhìn mặt đẹp trai quá, nó không chịu phấn này vô địa bàn của nó chứ gì. Vô đây đi, đi vô bụi cây dở đi. Dạ, cây cối người ta san bằng muốn hết luôn rồi. Do đô thị hóa phát triển, xây dựng nhà cửa nguyên khu này à, trong vòng 6 tháng con ở đây thì con thấy nhà cửa mọc lên như nào. Nguyên một dọc luôn. Đây, những rừng cây ở đây người ta sẽ tàn sát hết để trở thành nhà à, côn trùng rồi sâu bọ rồi thú ở đây sẽ bị giết sạch hết. Thì cái nghiệp chướng này nó vô cùng lớn. Tại sao con người có rất là nhiều nhà rồi nhưng mà vẫn cứ xây nhà ra mãi. Do con người càng sinh sôi mà con người không có ý thức bảo vệ thiên nhiên động vật thì con người cứ xây nhà mãi thôi à mọi người. Xây mãi không thôi nên Covid sẽ còn tiến hóa nhiều lắm. Dịch bệnh sẽ còn tiến hóa cao cấp hơn nữa nếu thiên nhiên mất rồi. Gì vậy? Không. Ôi trời ơi,